Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di sẽ mang đến cho các bạn một tiết mục ảo thuật về bài Tây vô cùng thú vị. Đầu tiên là Di sẽ trộn cái bộ bài này lên để đảm bảo là nó không có gì bất thường cả. Đó, Di trộn rất đều lên. Và bây giờ Di sẽ chia bộ bài này thành 4 phần không cần bằng nhau. 1, 2, này, 3 và 4 phần. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Và bây giờ chỉ với xúc giác của mình, Di sẽ đoán những cái quân đầu tiên này là quân bài gì. Đây là ngẫu nhiên. Đầu tiên là quân đầu tiên này. Di sẽ đoán quân bài này là quân 10 cơ. Kế tiếp, để quân thứ hai, Di sẽ đoán quân thứ hai này là quân 3 rô. Để quân thứ ba, Di sẽ đoán quân thứ ba này là quân 2 tép. Và quân thứ tư, Di sẽ đoán quân này là quân 7 rô. Rồi, ok. Vậy thì ở trong tay của Di là đã có 4 quân bài. Và mỗi một quân trước khi nhắc lên là Di đã đọc trước được tên của quân bài đó là quân gì. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử lại nào. Đầu tiên, quân đầu tiên này là quân 10 cơ. Quân thứ hai là quân 3 rô. Quân thứ tư là quân 2 tép. Và tất nhiên quân quỷ cùng là 7 rô. Vậy thì bằng cách nào thực hiện tiết mục ảo thuật này nhỉ? Ngay sau đây này, chúng ta sẽ được hướng dẫn mà học về tiết mục ảo thuật này. My Lifestyle, khai phá và nâng tầm phong cách của bạn.